Vâng, xin kính chào mọi người. Và hôm nay em chia sẻ về cái dâm cành cây trường sinh nha mọi người. Đây là những cái chậu cây trường sinh mà em đã chiết ra nè. Đó, rất là đẹp. Đây là cây trường sinh. Một loại cây gọi là cũng là đỡ bàn, treo. Hoặc là đỡ ngồi trước nhà làm những cái chậu lớn cũng rất là đẹp. Cây cũng dạng như cây phong thủy. Những cái cây trường sinh này thì em mua về là chủ yếu là chơi cho đẹp thân lá thôi. Hồi mua và tìm hiểu trên mạng thì cái cây này là nó dùng để thanh lọc không khí. Hiểu là nó như vậy, nó thanh lọc không khí. Nhìn lá nó rất là đẹp, bóng, trơn, dày và nó xếp tầng lên rất là đẹp. Và hiện nay cái cây trường sinh này được bán rất là nhiều tại cái cơ sở bán cây cảnh. Cứ một chậu thì tầm 40 đến 80 ngàn, tùy vào cây nhỏ hay lớn, và mỗi cái chậu nó tầm vài thân, 2 đến 3 thân. Và hôm nay em chia sẻ em chơi cái cây trường sinh này và dâm cành rất là thành công. Dâm cành ra, mình cắt ra và chuẩn bị em quay cho những cái chậu mà em dâm cành thành công nha. Khi mà mình dâm cành ấy mọi người, mình cắt ra tầm 15 này mọi người, 15 đến 10 cm thôi nha. Tầm gần gang tay đó, 15 đến 10 10 phân đến 15 phân là mọi người cắt ra. Và khi mọi người cắt nó ra, dâm cành rất là dễ thôi. Cắt ra thì mọi người cắt bằng dao lam nha, gọt cho nó bằng phẳng, chánh dọc nha, 10 đến 15 phân. Chọn những cái cành mà nhìn nó chắc chắn, hơi già một tí, non vẫn vẫn sống nhưng mà già thì nó nhanh ra rễ nha. Khi mà mình dâm nó thì trước khi cắt ra thì mọi người nhắc lại đi, mọi người cắt cho dao lam cho bằng phẳng, xong mọi người đỡ tầm cho nửa tiếng để cho nó khô ở cái vết cắt ở dưới, chứ mình không có bôi keo nha. Hầu như những cái chậu mình dâm thành công không có bôi keo, thì cắt dao lam ngọt đừng đỡ dập, không có bôi keo nha. Đây là những chậu mình dâm trong vòng nửa tháng là nó có rễ và nó ra lá đó, ra non rất là nhiều nè mọi người, đâm đâm chồi rất là nhiều nè. Đây là những cái chậu mình dâm nha. Đây mọi người, đây là một số chậu mình dâm được nửa tháng nè. Đó. Đây mọi người. Quá trời nhiều. Rất là thành công nha mọi người. Dâm cành hoa giấy thì rất là dở, thì cái cây trường sinh thì càng dở hơn nữa mọi người. Cái cây này dâm còn dở hơn cây trường sinh nữa mọi người. Đó, mọi người cứ cắt khúc cho em tầm 10 đến 15 phân, là 15 cm. Mọi người gắm vào cát. Hiện tại là những cái chậu này em chưa có phân nha mọi người. Hầu như đổ vào là cát xoay thôi nè. Nó vẫn sống bình thường nha. Có thể là mọi người bỏ cát tơi xốp hay là sơ dừa chấu, là bùn đất gì cũng được. Cây này bây giờ sống lắm mọi người. Nhưng mà cái cây này hiện tại mọi người mua giống và trồng, và khi nó ra được nhiều như thế này thì mọi người cắt nó dâm. Cái cây này hiện tại đang bán trên thị trường cũng rất là nhiều. Tầm 40 đến 80 ngàn một một chậu, 2-3 thân gì đó. Cũng gọi là cái cây nó cũng bán trên thị trường, có kinh tế. Các nhà vườn đang bán cái cây trường sinh này rất là nhiều. Cây này nói chung là giờ phong thủy ý nghĩa nó thì mình cũng không nói giờ ý nghĩa nó lắm, nhưng mà cái cây này nó đẹp thì mình mua, nhưng mà ý nghĩa của nó là cái tên, như cái tên nó cây trường sinh thì nó là bền bỉ thôi, bền bỉ, và nó cũng mang may mắn. Và cái cây này là nó giúp cho thanh lọc không khí, nó hay vậy. Lá nó rất là đẹp, lá nó bóng tròn trơn và cái cây nó lên xốp xốp tầng đó, nó rất là đẹp.
Cái này mà đỡ nuôi thì như mình tìm hiểu và mình trồng thì cái này thì nó cần ánh sáng trung bình. Đó, cần độ ẩm. Nơi mà không có nhiều ánh sáng lắm nha mọi người. Nó hôm bữa mình cắt ra rất là nhiều và bây giờ nó đã tái xanh ra rất là nhiều cành nè mọi người. Nó đâm chồi rất là nhiều. Cây trường sinh, nghe cái tên cây trường sinh không cũng rất là hay mọi người. Cây này là mình nhắc lại là nó thanh lọc không khí đó. Tên cây là trường tồn, có nghĩa là mãi mãi mọi người, bền bỉ đó, nên là thích là mua về trồng và nhân ra những chậu cho nó đỡ treo chỗ này chỗ kia cho nó thơm đẹp làm cảnh. Đó, cái lá rất là đẹp, mình chiếu gần nữa là gần cái lá cho mọi người xem này. Đấy, giờ cái nội dung mình là quay là cách dâm cành cây trường sinh thì nó rất là dễ mọi người. Cứ cắt ra tầm 10 phân đến 15 phân và đem đi dâm vào cát, đỡ nơi tránh nắng đó, tránh nắng giữ ẩm. Và sau khi cây nó phát triển rồi, mọi người cần có ánh sáng vừa phải đó, rất là dễ, không có gì khó. Và mọi người xem thấy hay thì nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh, chia sẻ cho cái kênh mình nó phát triển, về sau mình làm nhiều, nhiều nội dung về sau nữa cho mọi người được xem về cây cảnh và hoa giấy rồi nha mọi người, vừa hoa lan vân vân. Cho mọi người ngắm lại những cái chậu này mình dâm mọi người. Thì cái cây này nó khi mà mình dâm thì nó ra rễ tầm 15 ngày là nó ra rễ mọi người, tầm 15 ngày nó sẽ ra rễ. Mọi người trong quá trình dâm thì mọi người giữ ẩm nó, tưới phun sương cho nó từ sáng và chiều, tưới phun sương để cho nó nhanh ra rễ nha mọi người. Muốn cho nó ra rễ thì mọi người cứ mua bơ một hạt hồng nhuyễn, những cái thuốc đó cũng dành cho chơi lan luôn mọi người, đó là kích rễ đó. Bơ một và hồng nhuyễn mọi người giờ tưới vào gốc nó thì nó cũng ra rễ nhanh nhanh hơn dâm tự nhiên. Nhưng mà cái dòng cây cảnh này thì nó cũng dễ thôi, khỏi cần thuốc cũng được, chỉ cần dâm vào đất là nó đã sống rồi. Đây mình dâm cũng tương đối nhiều chậu nha mọi người, nó sống rất là nhiều đó. Mọi người nên mua một chậu và nhân giống nó như ra như thế này nha mọi người. Đó, nó chơi thân lá rất đẹp. Nếu mà những cái chậu nhỏ này này mà nó nuôi nó tầm nửa năm là nó lên tới hết cái mốc này luôn rồi mọi người. Đó, ví dụ như cái cây này thì hôm bữa hồi bắt đầu chậu mọi người nó lên cao lắm, lên cao gấp đôi gấp ba này, mà mình cắt nó xong mình đi dâm đó mọi người. Cái dòng cái cây này thì mình có thể dâm bằng lá, cái lá nào mà dày á, cụp xuống rồi mọi người, nó dày chỗ cái cuốn này mọi người có thể dâm bằng lá. Nhưng mà khi mà dâm bằng lá thì nó rất là lâu thành, để thành một cái cây, cho nên mọi người dâm bằng cành đó, cứ cắt ngang thân tránh dập, tốt nhất là dùng dao lam đừng dùng kéo nha mọi người. Đó, đem xuống đỡ cho nó khô, xong rồi chỉ cần gắn vào đất vào cát là nó sống thôi. Cái cây nó cái này thì chủ yếu là chơi lá và cái tên gọi nó hay đó. Theo như khoa học và cũng như anh em chơi cảnh, như nhà vườn nói là cái cây này dùng để thanh lọc không khí vậy thôi đó. Còn cái tên nó rất là hay nữa, mọi người vừa làm cho nó những cái tác phẩm như thế này cũng hay đó. Những cái chậu mà ốp tường này đấy, những chậu ốp tường này lên rất là đẹp. Cây này là cực kỳ dễ sống nha mọi người, đẹp, cái bản lá nó còn to ra nữa nha mọi người. Đó, nó dâm kia dâm ra nó rất là nhiều, nó kiểu như giống như là trồng rau muống nha mọi người. Nhưng mà cái này cũng chưa phổ biến nhiều trên tỉnh thành nha mọi người. Đó, nói chung là cái này nó cũng nhiều nhà vườn bán nhưng mà chưa thật sự phổ biến đó.
Nhưng mà cái cây này nó có giá trị nha mọi người. Đi mua thì cứ tầm 40 đến 80 ngàn. Một chậu cũng rất là nhỏ. Nhỏ lắm. Mọi người có thể trồng cái cây này đem vào trong cái chậu sứ hay sành chậu lớn á mọi người. Đỡ khi nó lên tầm nửa mét á, nhìn nó đẹp lắm. À, video đến đây mình xin được kết thúc. Mọi người xem thấy hay nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh nha. Và cái nội dung về cách dâm cành hoa giấy rất là đơn giản. À, cách dâm cành cái cây trường sinh này rất là đơn giản hơn cây hoa giấy lắm. Nó rất là dễ dàng. Mình xin kết thúc video tại đây.